Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin không chịu công khai tài sản, Tổng Trọng sẽ tiếp tục bị nghi ngờ không trong sạch. Công khai minh bạch tài sản quan chức là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng ở một quốc gia, kể cả ở Việt Nam. Một trong những lý do khiến công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam không đạt được kết quả như mong muốn và có phần liên quan đến việc kê khai tài sản của các quan chức lãnh đạo, kể cả công chức ở các ngành nhạy cảm, dễ có điều kiện tham nhũng như công an, hải quan, thuế vụ và các công chức cấp cao khác. Chính sách phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền Việt Nam trong việc kiểm soát tài sản của quan chức, công chức là chủ trương hết sức quan trọng. Các cơ quan của Đảng và Chính phủ đã ban hành rất nhiều quy định yêu cầu lãnh đạo phải kê khai đúng, đủ các biến động của tài sản hàng năm, thậm chí là 6 tháng đối với các công chức, công tác ở những ngành dễ tham nhũng, gần với tiền, dễ bị mua chuộc. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam được yêu cầu công khai tài sản cho dân chúng để mà làm gương. Song ở Việt Nam hiện nay tồn tại một tình trạng phổ biến là việc thực hiện kê khai tài sản còn mang nhiều tính hình thức. Tình trạng các quan chức kê khai tài sản xong rồi lại đút ngăn kéo để cho có mà thôi. Thông thường những cán bộ đảng viên có chức có quyền thì ít khi kê khai thật. Họ tìm cách giấu bớt tài sản hoặc tiền, vàng, đô la hoặc để người khác đứng tên, nhưng tai mắt của nhân dân thì biết rất rõ về những hành động này. Và về lâu dài, việc kê khai tài sản của đảng viên chủ yếu chỉ nhắm vào giới chức cấp thấp trong bộ máy của nhà nước. Thậm chí lãnh đạo cấp cao nhất là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không hề gương mẫu để mà nêu gương khi ông không chịu kê khai tài sản của mình. Cụ thể vào ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngay trước ngày khai mạc hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một bức thư ký tên tập thể của các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam yêu cầu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản cá nhân. Đã có 54 người ký tên trong bức thư ngỏ, trong đó có những cựu quan chức, trí thức tên tuổi như ông Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, nhà văn Nguyên Ngọc, rồi tiến sĩ Nguyễn Quang A, vân vân. Sau đó, 16 đảng viên, công dân của Đảng bộ xã Đồng Tâm, Hà Nội cũng đã ký tên vào thư yêu cầu này. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng kê khai tài sản của cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm. Bức thư ngỏ nêu rõ, nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình, thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm. Đồng thời, những người ký tên trong bức thư ngỏ đã kêu gọi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như sau: hãy làm gương là người công khai bản kê khai tài sản của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet đầu tiên. Theo họ, nếu ông Trọng không công khai tài sản để làm gương, thì người dân có quyền tiếp tục nghi ngờ là ông không sạch sẽ gì trong chuyện là tài sản đang có vấn đề. Và như vậy là bất chấp đòi hỏi chính đáng của người dân mà yêu cầu công khai tài sản là quy định của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam do Trung ương Đảng đã ra quyết định. Được biết, việc yêu cầu công khai tài sản của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2018 diễn ra giữa lúc chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng trong Bộ Công an đang lên hồi cao trào. Khi đó, hàng loạt tướng tá đã bị khởi tố, bị bắt tạm giam, xét xử vì các sai phạm khác nhau. Theo những người đã ký tên vào thư ngỏ, lâu nay chính ông Tổng Bí thư Trọng đã khẳng định rằng trước người ta đã bảo chống tham nhũng chỉ đánh từ vai đánh xuống. Bây giờ, theo ông Trọng, thì ngay trên đầu làm mạnh hơn, tức là Trung ương còn nghiêm hơn cả địa phương. Thực hiện không nghiêm trong việc kê khai tài sản của các quan chức đã tạo ra trở ngại rất lớn và khiến hậu quả chính sách chống tham nhũng ở Việt Nam không được như mong muốn. Đáng buồn là chiều ngày 17 tháng 6 năm 2018, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh rằng vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Đó là một lời phát biểu mang tính tránh né, không chịu kê khai tài sản theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự trong sạch, không tham nhũng, không có tài sản bất minh, thì tại sao không dám công khai tài sản, lại viện đến
liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Lý do của sự né tránh này được giới thạo tin tiết lộ, đó là vợ chồng Tổng Bí thư đã sở hữu khá nhiều tài sản. Đầu tiên, người ta cho rằng ông sở hữu căn biệt thự số 5 phố Thuyền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đứng tên chủ sở hữu là bà Ngô Thị Mân, vợ ông Tổng Bí thư. Căn biệt thự này do Văn phòng Trung ương Đảng thanh lý với giá có 96 triệu đồng, tức là chưa đến 4.000 đô, thời điểm năm 2011. Hiện nay nó có giá thị trường không dưới 3,6 triệu đô la, tức là gấp 900 lần giá trị gốc. Ngoài ra, Tổng Bí thư còn nhận những món quà có giá trị rất lớn do đàn em thân cận cống nạp, ví dụ như căn biệt thự ở khu đô thị Shimucha Nam Thăng Long mà con trai Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trường đang ở hiện nay. Đây là một trong hai căn biệt thự là quà biếu của tập đoàn Shimucha Indonesia, mỗi căn có giá trị hơn 2 triệu đô. Theo thông tin của tờ báo Dân Trí, đây là giá của những căn biệt thự. Như vậy, nếu Tổng Bí thư kê khai tài sản mà không chịu công khai rõ ràng, đầy đủ, thì đàn em nó lại thắc mắc trò. Nhà nước đã bị thiệt hại 3.000 tỷ đồng, tức là tiền thuế của người dân đã bị mất đi trong dự án Shimucha vì một quyết định của thành phố Hà Nội. Kê khai tài sản là việc bắt buộc đối với cán bộ đảng viên, trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhấn mạnh rằng nếu không trung thực kê khai với tổ chức thì sẽ vi phạm nghiêm trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát lậu chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt với cam kết không có vụ cấm, thì lẽ ra là lãnh đạo ở chức vụ cao nhất, ông Tổng Bí thư càng phải gương mẫu trong việc kê khai tài sản. Đó cũng là nguyên tắc cho mọi dân biểu, nhân dân và bình đẳng trước pháp luật. Công luận đang theo dõi sự nghiêm minh trong sạch của cơ quan phòng chống tham nhũng Trung ương và coi đây là cơ hội để ông Tổng Bí thư thực hiện sự minh bạch để giải trình thực chất về những sở hữu tài sản khổng lồ, làm sao cho xứng với niềm tin và sự ủng hộ của người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin không chịu công khai tài sản, Tổng Trọng sẽ tiếp tục bị nghi ngờ không trong sạch. Nguyễn Chí Vịnh mắc bệnh lạ, sức khỏe suy sụp do bàn tay Trung Quốc, sự thật hay tin đồn? Trong vài ngày gần đây, dư luận cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước đang xôn xao bàn tán về sức khỏe của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Những thông tin và hình ảnh mới nhất trên các diễn đàn thế hệ bạn trẻ của Nguyễn Chí Vịnh chia sẻ cho thấy sức khỏe của tướng Vịnh này đã có dấu hiệu suy sụp. Mới nhất có tin tướng Vịnh phải đưa vào phòng bệnh viện ở khoa hồi sức Bệnh viện Trung ương Quân đội. Những hình ảnh cho thấy ngồi bên cạnh giường bệnh của tướng Vịnh là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trên gương mặt biểu hiện sự lo âu, căng thẳng. Trên mạng loan tin tướng Vịnh phải đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Theo giới thạo tin, có nhiều lãnh đạo Việt Nam lo lắng khi Nguyễn Chí Vịnh tỉnh táo có thể hé lộ nguyên nhân vì sao tướng Vịnh bị mắc bệnh lạ. Trước đó, trong chương trình thời sự 19 giờ ngày 31 tháng 8, tướng Nguyễn Chí Vịnh đã xuất hiện trong khung giờ vàng của VTV1. Tướng Vịnh trong vai trò người giới thiệu cuốn sách của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với mới xuất bản với tựa đề Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Song dư luận lại không quan tâm đến nội dung của cuốn sách mà tướng Vịnh giới thiệu. Điều khiến người ta bất ngờ là thể trạng sức khỏe của tướng Vịnh. Trông ông giống như hình ảnh trước đây của lãnh đạo Việt Nam như ông Nguyễn Bá Thanh hay Trần Đại Quang, những người được cho là cũng mắc bệnh lạ. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ hình ảnh ông tướng Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trong một sự kiện vào ngày 10 tháng 5 khi Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức lễ trao huân chương Mặt Trời Mọc cho ông. Ở thời điểm đó, nghĩa là chỉ cách đây khoảng 4 tháng, hình ảnh cho thấy Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn đang rất phong độ mạnh mẽ như bình thường. Ông xuất hiện cùng phu nhân và vẫn với mái tóc bạc gọn ghẽ. Cần phải nhắc lại lời phát biểu của Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội, ngài Keigo nói về công lao của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Theo đó, nhờ những đóng góp quan trọng của ngài Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mà quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với nhiều kết quả. Điều đó, theo giới quan sát, đã chứng tỏ chính phủ Nhật Bản đánh giá cao những đóng góp của tướng Vịnh cho mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Đại sứ Nhật Bản trao huân chương cho Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vào ngày 10 tháng 5 năm 2023. Được biết, huân chương Mặt Trời Mọc là một trong những huân chương cao quý của nhà nước Nhật Bản
dành cho các cá nhân có đóng góp to lớn trong việc góp phần xây dựng cũng như phát triển tình hữu nghị với Nhật Bản. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Giám đốc công ty IC, cũng từng được vinh dự nhận giải thưởng này. Xin nhắc lại, bà Nhàn, IC là một nhân vật quan trọng đang bị ban lãnh đạo tại Hà Nội quyết tâm bắt về Việt Nam trước Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới đây, liên quan đến việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang tìm cách hạ bệ ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bình luận về sức khỏe của tướng Nguyễn Chí Vịnh, có các ý kiến cho rằng có những thế lực thân Trung Quốc trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Ba Đình muốn thông qua Nguyễn Chí Vịnh để nhắn nhủ những ai đó và đang hăm hở xoay trục trong quan hệ tay ba giữa Hà Nội, Bắc Kinh và Washington để đưa Việt Nam đi chệch quỹ đạo mà Trung Quốc đã ấn định từ trước. Đó là lý do tướng Vịnh xuất hiện trên VTV1 để truyền tải một thông điệp hết sức cứng rắn của ban lãnh đạo Bắc Kinh muốn gửi tới ban lãnh đạo Hà Nội rằng hãy trông tấm gương của các cố chủ tịch nước như Trần Đại Quang trước đây và gương của Nguyễn Chí Vịnh hôm nay để mà liệu thần hồn, đừng có mà quay xe. Tướng Nguyễn Chí Vịnh trên truyền hình VTV1 tối ngày 31 tháng 8. Quan trọng hơn, thông điệp đó được đưa ra đúng vào thời điểm Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9 và trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Biden sắp tới đây. Cố chủ tịch nước Trần Đại Quang và tướng Nguyễn Chí Vịnh lâu nay được đánh giá là người thân Trung Quốc, trong khi ấy dư luận mạng xã hội Việt Nam lại có nhiều ý kiến cám cảnh khi cho rằng qua vụ Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện trên VTV1, chứng tỏ Bắc Kinh có khả năng chỉ đạo được cả đài truyền hình quốc gia VTV1 để truyền tải thông điệp mang tính răn đe tới các chóp bù Việt Nam. Hơn thế nữa, Đại tướng Trần Đại Quang, ông trùm an ninh và cảnh sát, tướng Nguyễn Chí Vịnh, ông trùm Tổng cục 2 tình báo quân đội, mà còn bị Trung Quốc đầu độc phóng xạ như trốn không người, thì thử hỏi sinh mạng người Việt Nam sẽ ra sao đây? Trần Đại Quang được biết từng hợp tác với Trung Quốc trong việc bắt bớ, dẹp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc khi ông ta là Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Quang cũng dính líu đến dự án khu du lịch Tâm Linh Bái Đính Ninh Bình từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của Trung Quốc bơm sảng. Qua đó cho thấy mối quan hệ giữa Trần Đại Quang và Trung Quốc thân thiết đến cỡ nào. Tương tự với tướng Nguyễn Chí Vịnh, cơ ngơi đổ sộ trong kinh doanh của gia đình tướng Vịnh cùng với hàng không Vietjet thì toàn bộ vốn liếng cũng được cho rằng từ Trung Quốc đưa sang. Cả Trần Đại Quang và Nguyễn Chí Vịnh đều ăn tiền của Trung Quốc nhưng không chịu phụng sự trọn vẹn cho Bắc Kinh thì Trung Nam Hải quyết không tha là điều tất nhiên. Nghe thiên hạ bàn tán mà bỗng lo cho số phận của Nguyễn Phú Trọng, liệu sẽ có mận hệ nào không đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Chí Vịnh mắc bệnh lạ, sức khỏe suy sụp do bàn tay Trung Quốc, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.